Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Vì môi trường bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tình trạng sạt lở ở nước ta gia tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm vừa qua, cả nước đã xảy ra trên 1.100 trận thiên tai, trong đó có tới 179 trận mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, 342 vụ sạt lở bờ sông bờ biển. Tình trạng này đã đe dọa trực tiếp tới tính mạng, tài sản, cuộc sống của người dân cũng như ảnh hưởng tới môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn bước vào mùa mưa như hiện nay, tình trạng sạt lở, sụt lún đang diễn ra phức tạp và khó lường hơn. Tình trạng sụt lún mùa khô vừa tạm lắng không lâu thì khi những cơn mưa đầu mùa vừa đến, sạt lở lại tiếp tục xuất hiện. Chỉ trong nửa đầu tháng này, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiếp tục xuất hiện 10 vị trí sạt lở mới. Gần đây thì có những cơn mưa đó thì cái lộ bê tông thì nó không chụp nữa, nhưng mà nó cũng có chụp có mấy cái điểm ở cái tuyến lộ đất đen. Hiện Cà Mau có hơn 718 vị trí bị sạt lở sụt lún. Sau thời gian đất khô do nắng hạn kéo dài, mưa xuất hiện khiến đất mềm đi làm sạt lở gia tăng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại quốc lộ 80 đoạn bờ sông Cái Sắn, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Khu vực sạt lở nằm trên tuyến huyết mạch nối ngã ba Lộ Tẻ vào thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Qua khảo sát, vẫn còn hơn 50 mét tại khu vực này được đánh giá là có nguy cơ sạt lở cao, nhất là khi đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào mùa mưa. Các địa phương cần tập trung theo dõi chặt các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho người dân vùng sạt lở để giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi chằng chịt, do đó người dân thường có tập quán cất nhà ven sông để việc giao thương trao đổi hàng hóa bằng đường thủy được dễ dàng. Trước nguy cơ cao về sạt lở như hiện nay, chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đều đã cảnh báo khuyến cáo người dân không nên duy trì tập quán cất nhà ven sông để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn rất chủ quan. Nhiều năm tích góp, chị Huyền xây được căn nhà kiên cố hơn nửa tỷ đồng. Thế nhưng chưa đầy một năm, tất cả đã thành ra như thế này. Tài sản bao năm xem như mất trắng. Có hai mẹ con mà cũng gom góp vô cắt được cái nhà chị rồi, muốn kiên cố để cho con mình sau này thôi. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, sạt lở, sụt lún đã làm gần 40 căn nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng. Trong đó, có khoảng 7 căn nhà bị phá hủy gần như hoàn toàn. Dù đã phát hiện từ sớm, nhưng nhiều người vẫn không kịp di dời. Khoảng 1 giờ sáng là khi nước kém, là dòng sông nó quá trời khô nước đi rồi, nó sẽ giật cả cái nhà sau luôn. Thiệt hại là nguyên căn nhà sau với mái tôn, rồi nhà vệ sinh rồi thì nó xuống sông hết. Gần 2 tháng nay, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận hàng chục vụ sạt lở, sụt lún bờ sông. Nhiều căn nhà bị nhấn chìm, công trình giao thông bị chia cắt, hàng loạt căn nhà giang sông bị đe dọa. Tuyến kênh sáng Bạc Liêu - Cà Mau có hàng ngàn ngôi nhà cất giang sông như thế này. Trong đó, không ít ngôi nhà mới được xây, bất chấp vài năm trước chính quyền đã có lệnh cấm. Nhiều tuyến sông, kênh rạch tại đồng bằng sông Cửu Long cũng tương tự. Chúng tôi đã tạo điều kiện để làm sao vận động tuyên truyền người dân, nếu mà có cái đất ở thì chúng ta di dời. Trường hợp mà khó khăn về đất ở thì chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương là xem xét để bố trí vào những cái khu vượt lũ làm sao ổn định để người dân yên tâm. Bất chấp nguy hiểm rình rập, hiện nay nhà giang sông vẫn rất phổ biến tại đồng bằng sông Cửu Long. Lý do được không ít bà con đưa ra là không muốn xa rời chỗ ở quen thuộc, thuận tiện làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với tình hình sạt lở diễn biến phức tạp thì tập quán này có thể sẽ là nguyên nhân cướp đi tài sản tích góp của người dân. Tình trạng sạt lở bờ sông đang gây thiệt hại lớn về nhà cửa, đất đai sản xuất, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Để đối phó với tình trạng này, các huyện miền núi ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy nhanh tiến độ làm kè chống sạt lở để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Trong những ngày này, dự án kè chống sạt lở của bờ sông Tả Trạch ở thị trấn Khe Tre, huyện miền núi Tam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đang được khẩn trương thi công. Đây là đoạn sông thường xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống dọc bên sông, nên việc thi công được triển khai gấp rút. Dự án được thực hiện từ đầu năm 2023, đến nay đã sắp hoàn thành. Đơn vị thi công cũng tập trung nhân lực cũng như máy móc để thi công trong cái thời gian thời tiết thuận lợi để vượt lũ, đảm bảo công trình an toàn và hiệu quả.
những đoạn sạt lở ở trung tâm huyện đang được làm kè. Nhưng ở thượng nguồn sông Tả Trạch thuộc xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tình trạng sạt lở vẫn xảy ra hàng ngày. Nhiều nhà dân đã mất gần hết đất sản xuất, chuồng trại chăn nuôi, sạt lở ngay sát nhà của người dân, làm cho họ luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vào mùa mưa bão. Tình trạng sạt lở của gia đình tôi, kinh tế thiệt hại rất nhiều rồi, nhưng mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Tính mạng bà con là có những đêm hôm mà nếu bất ngờ mà nó ập một cái là trôi hết mất tích luôn. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ngày càng diễn biến phức tạp, huyện Nam Đông đã hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án làm kè chống sạt lở ở những đoạn sung yếu này. Khi công trình khởi công thì chúng tôi là tiến hành là thuê tư vấn giám sát cũng như thành lập ban quản lý dự án để quản lý giám sát chặt chẽ thường xuyên trên công trường. Từ đó là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cũng như là có những vấn đề tháo gỡ vướng mắc trên công trường để giúp cho cái tiến độ công trình được thuận lợi và đẩy nhanh. Việc thi công làm kè tại các bờ sông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại huyện miền núi, thời tiết thất thường. Tuy nhiên, huyện Nam Đông và các đơn vị thi công đã phối hợp huy động các thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án kè chống sạt lở khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo tránh lũ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa đang tới và tình hình sạt lở đất diễn ra khá phức tạp tại nhiều huyện miền núi. Nhiều hecta đất rừng, nhà cửa bị cuốn trôi. Trước thực trạng này, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có một cách làm hay, đó là cùng với các địa phương triển khai mô hình trồng cây bản địa trên chính các vùng đất bị sạt lở do thiên tai. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, đợt mưa lũ năm 2020, nơi đây đã có trên 70 điểm sạt lở. Xác định trồng cây để giữ đất, nên nhiều người dân đã tự nguyện cùng với cán bộ khu bảo tồn tham gia trồng cây trên vùng đất bị thiên tai. Hiện tại thì huy động được là 30 người của thôn bản, tuyên truyền bà con cũng như là tất cả nhân dân đều tham gia trồng cây để mà không sạt lở trong thời gian tới. Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã huy động được hơn 1.500 cây bản địa trồng trên một số phần đất bị sạt lở. Hiện tại, Hướng Hóa còn rất nhiều điểm bị sạt lở do thiên tai nên công tác trồng rừng bản địa như thế này là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành là khắc phục những cái diện tích trước hết là ưu tiên những cái diện tích mà gần thuận lợi, và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành những khu vực xa hơn. Chúng tôi sẽ huy động xã hội hóa những người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội và đoàn thanh niên cũng như cán bộ khu bảo tồn tự nguyện tham gia để phục hồi rừng trên những cái diện tích bị thiên tai. Bên cạnh việc trồng cây bản địa, chính quyền các cấp cũng đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần tái tạo mảng xanh rừng tại các vị trí bị ảnh hưởng do thiên tai, hạn chế tình trạng xói mòn, rửa trôi và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất thời gian tới. Tái tạo những mảng xanh của rừng, hạn chế sụt lún cũng là ý tưởng mà nhóm yêu thích khoa học có tên là STEAM Nha Trang đã thực hiện. Và những vạt đồi trơ trụi là nơi họ tìm đến để trồng cây. Lan tỏa thông điệp, nếu chung tay phủ xanh đồi núi, bạn có thể ngăn được thảm họa sạt lở. Leo núi không phải dễ dàng, nhưng nhóm người này lại tay xách nách mang hàng chục chai nước không phải để uống, và lúc nào cũng giữ cẩn thận trong tay là những cây non từ vườn ươm. Nhóm bọn mình thu hái cái giống rồi mang về ươm rồi mang lại trồng. Thì như mọi người biết á, ở cái ven sườn đồi núi, nếu như mà chúng ta không trồng cây có rễ bám đất chắc chắn thì hậu quả sẽ rất là nguy hiểm khi mà mùa mưa đến. 3 năm trước, nhóm yêu thích khoa học STEM Nha Trang bắt đầu ý tưởng leo núi trồng cây trong sự hoài nghi của nhiều người. Liệu rằng trên mảnh đất khô cằn, chen lẫn đá núi, cây trồng xuống có sống được hay không? Nhưng giờ thì mọi người đã có câu trả lời. Cây con lên thật là tốt. Thì bằng cách là bọn mình sẽ có những cái chai nước tự động từ những cái chai bỏ đi đó. Thì bây giờ những ngày đầu tiên là phải bơm nước liên tục như thế. Bây giờ nhiều người ở Nha Trang và cả du khách cùng chung một sở thích, đó là thường xuyên leo núi để trồng cây và tưới nước cho cây. Gia Minh chỉ mới lên 10 nhưng đã nhiều lần leo núi để trồng cây. Leo lên đây con thấy rất là mệt. Nhưng mà khi con trồng cây á, tự nhiên con thấy nó vui hẳn lên luôn.
Nếu như lần sau con tới mà con thấy cây nó còn sống thì con rất vui. Mình thích nhất là cái trồng cây, tại vì cây ở núi mình trồng góp phần đó để bảo vệ thiên nhiên. Thứ nhất là chống sạt lở. 3 năm qua, đã có hàng trăm cây cẩm liên, loài cây có bộ rễ giữ được nước, giữ được đất, đã được trồng xuống núi Cô Tiên. Và cũng trong thời gian qua, những hình ảnh đong đầy cảm xúc mỗi khi cây con bám rễ, đâm chồi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, để rồi nhiều người cùng chung một suy nghĩ, chỉ có thể giữ được cây xanh thì mới giữ được bình yên cho những vạt đồi, ngọn núi. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành lâm nghiệp Việt Nam, rừng và thảm thực vật có chức năng vô cùng quan trọng trong việc điều tiết môi trường, giúp giảm thiểu các tác hại của lũ lụt và sạt lở đất ở vùng hạ lưu. Bởi các tầng tán cây sẽ giúp ngăn cản nước mưa rơi xuống trực tiếp mặt đất, làm giảm dòng chảy mặt đột ngột, chống dòng chảy mặt mạnh, chống lũ quét. Hệ rễ giúp điều hòa nước như giữ nước vào mùa mưa, sinh nước vào mùa khô và giữ đất chống xói mòn. Vì vậy, chỉ cần một hành động nhỏ như nhóm khoa học STEAM Nha Trang, mỗi người trong chúng ta sẽ nhân thêm nhiều màu xanh cho giải đất hình chữ S, giúp giảm thiểu được các hình thái khác nhau của thảm họa thiên nhiên, trong đó có sạt lở đất. Và như thường lệ, ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh về những cánh rừng xanh tươi với thảm thực vật phong phú. Đây chính là thông điệp và cũng thay cho lời chào kết của chương trình Vì Môi Trường Bền Vững kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.